Tình hình sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây diễn biến phức tạp khiến cho hàng trăm hộ dân dọc theo kênh rạch Cá Rô, sông Vàm Cỏ, kênh rạch Cửa Đông thuộc phường 1 và 2 của thị xã Kiến Tường luôn phải sống trong cảnh bất an vì tình trạng sạt lở đang âm ỉ, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Hiện ven sông Vàm Cỏ Tây xuất hiện nhiều đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1.500m, có điểm sạt lở chiều rộng từ 17 đến 20m và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục. Bên cạnh đó, còn nhiều điểm cũng đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng tới hơn 500 hộ dân quanh khu vực. Chính quyền địa phương và người dân đã gia cố những điểm sạt nhỏ, nhưng với điểm sạt lớn thì địa phương chưa thực hiện được do thiếu kinh phí. Trước tình hình sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng nghiêm trọng với quy mô và mức độ sạt lở ngày càng phức tạp, đòi hỏi kinh phí lớn để khắc phục. Bà con mong muốn các ngành chức năng trung ương sớm có phương án bố trí nguồn lực nhằm khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân sống ven sông.